Vâng, kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Bạo loạn sau vụ đâm dao tại lớp múa trẻ em ở Anh Quốc. Đám đông biểu tình phản đối Hồi giáo đụng độ với cảnh sát tại Southport sau khi ba bé gái bị đâm chết tại trường dạy múa. Bạo lực nổ ra khi hàng trăm người ném đá đồ đạc vào một nhà thờ Hồi giáo tại Southport, thành phố ven biển phía tây bắc của Liverpool. Cảnh sát nhận định đám đông có liên quan tới Liên đoàn Phòng vệ Anh, nhóm thường tổ chức biểu tình bạo lực chống đối Hồi giáo. Xe cảnh sát bị đập phá và phóng hỏa, cảnh sát bị ném gạch đá, video trên mạng có cảnh đám đông hô vang chúng tôi muốn đất nước quay lại như cũ. Vụ đụng độ xảy ra khi hàng trăm người đang tụ tập để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong vụ tấn công tại lớp múa trẻ em. Họ đặt hoa, đồ chơi gần hiện trường của vụ án. Cảnh sát đã bắt một thiếu niên 17 tuổi vì nghi ngờ giết người sau vụ đâm dao vào ngày 30 tháng 7 tại một trường dạy múa ở Southport, nơi tổ chức workshop yoga và nhảy múa chủ đề Taylor Swift dành cho trẻ em 6 đến 11 tuổi. Nhân chứng cho hay là vụ tấn công như là phim kinh dị. Ngoài ba bé gái đã thiệt mạng thì 8 bé khác đã bị đâm. Năm em trong số đó và hai người lớn đã liều minh bảo vệ các em vẫn đang nguy kịch. Cảnh sát chưa rõ động cơ của vụ tấn công và không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về nghi phạm. Ngoài thông tin là người này sinh ra ở Wales và sống trong ngôi làng gần thành phố. Trợ lý cảnh sát trưởng Alex Goss đã cho hay là một số cá nhân đang lợi dụng các giả thuyết và suy đoán về nghi phạm để gây mất trật tự đường phố. Chúng tôi đã thông báo nghi phạm sinh ra tại Anh Quốc và suy đoán lung tung không giúp ích cho bất kỳ ai vào lúc này, ông đã nói như trên gas và các chính trị gia địa phương cho hay là trong số những người đụng độ với cảnh sát, nhiều người từ vùng khác đến. Tổ chức mạng lưới nhà thờ Hồi giáo Liverpool lưu ý một số người đang lợi dụng vụ tấn công để gieo rắc hận thù. Lãnh tụ tối cao Iran thề trả thù vụ ám sát thủ lãnh Hamas. Lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo Israel sắp chịu trừng phạt vì đã ám sát thủ lãnh chính trị Hamas giữa thủ đô Tehran. Chúng tôi có nghĩa vụ trả thù cho ông ấy. Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei hôm nay tuyên bố, đồng thời cảnh báo Israel hãy chuẩn bị nhận hình phạt thảm khốc vì đã ám sát vị khách thân thiết ngay trên đất nước chúng tôi. Thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh thiệt mạng trong đòn tập kích bằng tên lửa rạng sáng ngày 31 tháng 7 trong khu nhà khách đặc biệt dành cho cựu chiến binh và được cho là nằm dưới sự bảo vệ của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ở phía bắc thủ đô Tehran. Hãng thông tấn Erna của Iran thông báo nước này sẽ để tang 3 ngày với ông Haniyeh. Lễ tang thủ lĩnh Hamas sẽ được tổ chức ở Tehran vào sáng 1 tháng 8. Thi hài ông sau đó được chuyển tới Doha, Qatar để mai táng. Giới quan sát cho rằng bất cứ động thái đáp trả nào của Iran cũng sẽ diễn ra sau khi tang lễ của Haniyeh kết thúc. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cũng thông báo để tăng một ngày với Haniyeh ở bờ Tây. Hamas cáo buộc Israel đứng sau vụ ám sát, sự kiện gây chấn động toàn cầu và có nguy cơ làm leo thang xung đột ở Trung Đông, trong bối cảnh Mỹ và nhiều quốc gia đang cố gắng ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực. Israel chưa lên tiếng về vụ ám sát, nhưng từng tuyên bố Haniyeh và các thủ lĩnh Hamas sẽ phải trả nợ máu sau vụ Hamas tấn công miền nam Israel hồi tháng 10 năm ngoái và giết hại 1.200 người, bắt cóc 250 con tin. Tình báo Israel cũng tuyên bố sẽ săn lùng các thủ lĩnh Hamas dù họ ở bất cứ nơi đâu. Tiếp theo là bản tin liên quan đến tân tổng thống Iran khẳng định tiếp tục đấu tranh chống lại các lệnh trừng phạt. Tân tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới bình thường hóa quan hệ kinh tế với các quốc gia khác và đấu tranh chống lại các lệnh trừng phạt. Phát biểu trong lễ nhậm chức, ông Pezeshkian cam kết. Tôi nghĩ rằng đây là quyền bất khả xâm phạm của Iran trong việc có quan hệ bình thường với thế giới, và tôi sẽ không khuất phục trong cuộc chiến chống lại các lệnh trừng phạt cứng rắn. Lễ nhậm chức của Tổng thống Pereskian được tổ chức tại Tòa nhà Quốc hội Iran với sự tham dự của đại diện từ ít nhất 80 quốc gia. Trong khi đó, cùng ngày thì Hoa Kỳ đã thông báo trừng phạt 5 cá nhân và 7 công ty tại Trung Quốc và Iran với cáo buộc hỗ trợ các chương trình tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái UAV của Tehran. Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố rằng là các lệnh trừng phạt này nhắm vào các cá nhân và công ty trên do liên quan đến việc mua các uh, cấu kiện quan trọng cho các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và hậu cần lực lượng vũ trang Iran. Bộ Tài chính của Hoa Kỳ cho hay là các cá nhân và công ty bị trừng phạt đã tham gia mua các máy đo gia tốc và con quay hồi chuyển được sử dụng cho các hệ thống định hướng, dẫn đường và điều khiển trong chương trình chế tạo tên lửa đạn đạo cũng như là UAV. Nga lần đầu tiên khai triển cùng lúc 3 tàu ngầm ở Biển Đen. Các tàu ngầm của Nga được cho là đi vào hoạt động chỉ vài tuần sau khi tàu tuần tra cuối cùng thuộc hạm đội Biển Đen của Nga rời khỏi căn cứ ở bán đảo Crimea. Sau các cuộc tấn công không ngừng nghỉ từ phía Ukraine, Nga đã rút nhiều tàu mặt nước tới những vị trí an toàn hơn. Dmitry Polenchik, Phát ngôn viên Hải quân Ukraine cho hay, ba tàu ngầm này hiện là mối đe dọa chính của Hải quân Nga đối với Ukraine. Trên thực tế, việc chống lại mối đe dọa từ các tàu ngầm mang tên lửa hành trình của Nga trong khu vực là một thách thức khó hơn nhiều so với việc nhắm mục tiêu và tấn công các tàu mặt nước. Hạm đội Biển Đen của Nga có 6 tàu ngầm lớp Kilo cải tiến. Tàu ngầm kilo của Nga chạy bằng diesel điện có khả năng mang theo tên lửa hành trình Caliber, ngư lôi và mình hải quân. Trong những tháng gần đây, các quan chức hải quân Ukraine cho biết chuỗi tấn công của các lực lượng khi vào Crimea và xung quanh biển Đen đã buộc hải quân Nga phải thay đổi phương thức hoạt động. Cuối tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho hay Ukraine đã đánh chìm hoặc làm hư hại ít nhất 24 tàu Nga ở biển Đen. Tiếp theo là bản tin liên quan đến Úc các ngân hàng phải bồi thường cho nạn nhân bị lừa đảo. Chính phủ của nước Úc vừa ban hành luật theo đó các ngân hàng tại nước này sẽ phải bồi thường cho những khách hàng bị mất tiền do lừa đảo. Thông tin trên được trợ lý Bộ trưởng Ngân khố của nước Úc Stephen Jones đưa ra vào ngày 31 tháng 7. Tháng 7 năm 2023, chính phủ của Úc đã thành lập trung tâm chống lừa đảo quốc gia nhằm chỉ đạo việc trấn áp các đối tượng lừa đảo. Nhà chức trách của Úc khẳng định dù đã đạt được một số thành tựu, song các ngân hàng, công ty viễn thông và nền tảng kỹ thuật số vẫn cần có thêm hành động phòng ngừa. Trong giai đoạn 2 của chiến dịch trấn áp này, các ngân hàng, nền tảng kỹ thuật số và công ty viễn thông sẽ phải đối mặt với án phạt nếu họ không kiểm tra phòng chống lừa đảo theo các quy định bắt buộc mới nhằm để ngăn ngừa tổn thất. Theo dữ liệu do Trung tâm Chống lừa đảo quốc gia công bố vào hồi tháng 4, người dân của nước Úc đã mất tổng cộng là 1.79 tỷ Mỹ Kim do lừa đảo vào năm 2023, giảm 13.1% so với năm 2022. Venezuela thông báo việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Peru. Bộ Ngoại giao Venezuela thông báo trục xuất đại sứ Peru cùng các đại sứ của 6 quốc gia trong Mỹ Latin khác, gồm Argentina, Chile, Costa Rica, Panama, Cộng hòa Dominican và Uruguay. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Ivan Gil tuyên bố, chính phủ Cộng hòa Bolívar Venezuela đã quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Peru trên cơ sở Điều 45 của Công ước Viên về quan hệ ngoại giao năm 1961. Ông Gil cho biết Caracas buộc phải đưa ra quyết định này sau phát ngôn của Ngoại trưởng Peru mà ông cho là phất lờ ý nguyện của người dân Venezuela và hiến pháp Venezuela. Bộ Ngoại giao Venezuela thông báo trục xuất đại sứ Peru cùng các đại sứ của 6 quốc gia châu Mỹ Latin sau khi chính phủ các nước này không công nhận kết quả bầu cử tổng thống hôm 28 tháng 7. Ngoại trưởng Ivan Gil cho biết đã yêu cầu tất cả quan chức ngoại giao tại đại sứ quán của 7 quốc gia châu Mỹ Latin nói trên rời khỏi Venezuela, đồng thời yêu cầu đóng cửa trụ sở cơ quan ngoại giao các nước này bởi hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela. Trước đó cùng ngày, Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela công bố kết quả bầu cử, trong đó Tổng thống Nicolas Maduro tái đắc cử nhiệm kỳ 6 năm lần thứ ba. Hàng trăm cuộc biểu tình đã nổ ra trên khắp cả nước với hơn 50 người bị bắt giữ và vài người thiệt mạng. Dòng người biểu tình chống lại nhà lãnh đạo độc tài Maduro với lý do chính bất mãn về kinh tế thảm hại của đất nước này với tỷ lệ lạm phát liên tục trên 150%. Hãng xe điện BYD của Trung Quốc bị Ấn Độ tạt gáo nước lạnh vào tham vọng phát triển toàn cầu. Theo Reuters, chính phủ của Ấn Độ đã bác bỏ đề xuất của hãng xe hơi Trung Quốc BYD về việc xây dựng một nhà máy trị giá 1 tỷ Mỹ kim tại nước này thông qua quan hệ đối tác với Mega Engineering and Infrastructure Ltd có trụ sở tại Hyderabad. Trước đó thì BYD đã đệ trình đề xuất đầu tư 1 tỷ Mỹ kim để sản xuất xe hơi điện và pin tại Ấn Độ. Hãng tuyên bố sẽ sản xuất từ 10.000 cho đến 15.000 xe điện mỗi năm, trong khi Mega tham gia xây dựng cầu, đường và nhà máy điện. Đề xuất đầu tư cũng bao gồm kế hoạch thiết lập các trạm sạc và trung tâm nghiên cứu phát triển. Tuy nhiên thì sau khi Bộ Thương mại của Ấn Độ, Bộ xúc tiến công nghiệp và thương mại nội địa tham khảo ý kiến từ các bộ ban ngành khác, Ấn Độ quyết định từ chối việc bị từ chối xây nhà máy là đòn giáng với tham vọng của BYD. Hãng này đã gia nhập thị trường Nam Á kể từ năm 2007 và đã ra mắt hai mẫu xe điện. Trong cuộc phỏng vấn vào hồi tháng Giêng, thì Phó Chủ tịch Phụ trách Thị trường Ấn Độ của BYD cho biết, hãng đặt mục tiêu chiếm 40% thị phần xe điện tại thị trường này trước năm 2030. Động lực một phần đến từ việc Ấn Độ được đánh giá là thị trường có tiềm năng lớn về năng lượng bền vững, trong đó có năng lượng mặt trời, pin và xe điện. Ngoài ra, thì các số liệu cũng cho thấy là thị trường xe điện tại Ấn Độ đang tăng trưởng với tỷ lệ trung bình khoảng 90% một năm. Đến năm 2030, thì xe điện sẽ có thể chiếm khoảng 1 phần 3 thị phần xe hơi tại quốc gia 1.4 tỷ dân này. Ấn Độ hiện là thị trường xe hơi lớn thứ ba thế giới sau Hoa Kỳ và Trung Quốc. Báo Life Mint của Ấn Độ trích dẫn báo cáo cho thấy một công ty sản xuất xe hơi nội địa của Ấn Độ là M&M năm ngoái đã đạt mức tăng trưởng lên tới gần 2.500% chỉ nhờ đúng một mẫu xe điện. Vị trí chiến lược của Ấn Độ có thể biến nước này trở thành trung tâm lý tưởng, giúp xuất cảng EV sang các thị trường khác.